À tức là lợn của nhà cô dưới sông kìa. Không vớt kịp à? Ôi, mất rồi. Đấy, mưa lũ thiên tai khổ dân chưa. Đây là sông Thái Bình và địa phận này là địa phận huyện Cẩm Giang. Đấy. Thì bình thường là sông sẽ nằm ở ngoài xa cái chỗ đầu ngón tay mình chỉ đây này. Là có những con tàu to đang đứng này. Đấy, có ngôi nhà màu vàng kìa. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cái bãi bồi, bãi hoa màu này của nông dân là đã bắt đầu bị ngập rồi nhá. Và theo như người dân chia sẻ thì là hiện tại nước bây giờ vẫn đang lên. Một số người dân là đã đóng dấu, gọi là đánh dấu những cái cột mốc ấy. Cột mốc ví dụ như là tường, vách tường nhà này, hay là chỗ mà dốc đây này. Đấy thì người dân chia sẻ là hiện tại đến thời điểm này nước vẫn đang dâng. Và dâng với tỷ lệ là tương đối là nguy cấp nhá. Hiện tại bây giờ đang báo động cấp độ 2 rồi. Và nguy cơ cấp độ 3 rất là cao. Đây này, bình thường như chỗ này là sẽ là chỗ trồng hoa màu này. Ở dưới đây cột điện rồi là cơ sở hạ tầng nhà cũng có này. Đầu xa kia là có cả khu nghĩa địa kìa. Nhưng hiện tại đã ngập hết rồi. Lên nhanh đi bác. Đấy, người dân xung quanh chia sẻ là hiện tại lên rất là nhanh. Và theo kinh nghiệm của người dân sống của khu vực vùng ven đây này, vùng đằng sau đê này, đấy thì người dân chia sẻ là mật độ, mức độ lên như thế này là nhanh rồi, là nguy cấp rồi. Vừa có một bác bảo là bác trồng hoa màu đây là năm nay là khả năng là nguy cấp rất là cao đấy. Ruộng của bác cũng nằm ở dưới đây này. Đây là địa phận đầu Văn Thai. Đấy, chạy qua huyện Cẩm Giàng, còn bên kia là Hải Dương kìa. Bên kia là Lam Sách. Theo như mình thấy thì hiện tại là cũng có một số người dân vẫn tranh thủ đi đánh cá. Đây, đi kích cá. Vẫn đang mưa này. Trời hiện tại là vẫn đang mưa đây này. Có những lúc mưa rất là lặng hạt luôn. Mưa to rồi. Vẫn đang mưa. Hiện tại nước này nó lên cao như này là bởi vì lý do là trên thượng nguồn, theo như thông tin là bên Trung Quốc người ta xả thì nó mới lên cao này, chứ nếu mà mưa đợt mưa này thì mưa không nhiều. Nhưng mà do là xả nước xuống nhiều quá thôi. Tại là các cái bác công an xã là đã ra trực chờ rồi, các thứ là theo dõi rồi. Ruộng nhà bác còn dưới đây, ruộng nhà cô dưới đây. À tức là lợn của nhà cô dưới sông kìa. Không vớt kịp à? Ôi, mất rồi. À. Lợn với cả gì? Tôi muốn. Mà lên nhanh nhỉ. Thế là đêm hôm qua là nó nước đang ở đâu? Lên nhanh kìa. Kéo gì mà lên chỗ xe máy rồi. Ra kia vẫn còn đang kích điện kìa. Nó vẫn đang chảy theo sông, nó chảy lên đây là vẫn đang dành. Thế giờ anh chị đứng đây có thấy lên không? Cái này chắc mắt thường không thấy được nhỉ.
đúng ra là phải vẹn lõm mà lên mắt thường nhìn được là thì chạy mất dép chạy ngay. Đấy, đúng ra nếu đúng ra là đánh dấu cái mốc cọc hay là cái mốc gì đấy, ví dụ cái viên gạch kia kìa. Đúng rồi, ra bút gì đấy chèn vạch vạch. Hoặc là ví dụ mà ai cứ để ý là bây giờ là chỗ kia còn thừa một lỗ, còn một viên. Cái này thì ao thả thì ra nhiều lắm. Rồi là bè cũng bè, bè cũng sống. Bè. Cái này là ruộng. Đây là bãi bồi. Đây đi lên kia xem có con cá nào. Bây giờ cái chuồng dân tộc là như này nơi thì chuồng của